Kính thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như cả nước ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhằm hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23 tháng 5, trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách với tựa đề Hồi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia biên soạn do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành. Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và phạm vi cả nước. Quyền bầu cử và ứng cử đã được Hiến pháp qua các thời kỳ ghi nhận: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, được sửa đổi và bổ sung năm 2020. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 đã có những nội dung đổi mới quan trọng, tiếp tục đề cao và phát huy quyền của nhân dân trong bầu cử, ứng cử để lập ra cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương là Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ta sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân để thực thi quyền làm chủ của mình. Vì vậy, việc lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn. Quyển sách Hồi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia biên soạn có tổng cộng 206 câu hỏi và nội dung trả lời, được biên soạn dựa trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, các chỉ thị, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền. Đặc biệt, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử được nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương quan tâm đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn, giải đáp từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã được tập hợp, biên tập, bổ sung vào quyển sách này để quý vị và các bạn tham khảo, nghiên cứu, sử dụng trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Quyển sách Hồi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 7 phần như sau. Phần 1. Những vấn đề chung. Phần 2. Các tổ chức phụ trách bầu cử. Phần 3. Cử tri và danh sách cử tri. Phần 4. Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Phần 5. Tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Phần 6. Tuyên truyền vận động bầu cử. Phần 7. Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử. Sách dày 352 trang, khổ 13 x 19cm, do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành. Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 23 tháng 5 năm 2021. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Hồi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 23 tháng 5 là ngày toàn quốc đi bầu. Mừng ngày hội lớn trên mọi miền đất nước quê hương.